Xin chào các bạn đến với chương trình vlog của trưa thứ ba. Ủa? Thứ tư nay tập đùi quên bạn. Trưa thứ tư ngày hôm nay sẽ tiếp tục nói về đề tài gái. Sau một cái vlog hôm qua là nói về cái đề tài là để ngực mà cải thiện cực lép đúng không bạn? Thì hôm nay chúng ta đến một vlog về tiếp tục đề tài gái. Theo các bạn thì thân hình con gái thế nào đẹp? Thân hình con gái thế nào đẹp? Hồi nhỏ thì trả lời để coi trình độ gái bạn thế đâu. Ai còn riêng anh á thì nó là tập tạ đàn ông á, tập phải có như hạt win đó. Mà biết hạt win không? Hạt culet á, biết không? Giờ mình chơi qua tới bên châu Âu đi bạn. Hôm nay nói triệu dân với lão bố hoài à, bạn gành đúng không? Giờ mình chơi tới hạt culet đi, hạt win đó, tập tạ nó được như nữa đúng không? Đó là coi như nó lao động tập tạ từ nhỏ, cơ bắp đẹp mà, vậy thôi. Anh dũng thiện chiến men, nói chung là được, xài được. Rồi còn con gái tập tạ như ai giờ? Tập tạ như điêu thuyền hả? Điêu thuyền thời đó chưa tập tạ bạn, điêu thuyền đẹp tự nhiên. Điêu thuyền chỉ là tập đàn thôi, tập hát thôi, nhảy múa này nọ thôi, đẹp tự nhiên. Như vậy từ đó mình suy ra rằng tập mà gọi là belly dance vẫn đẹp, tập nhảy vẫn đẹp, đó, Zumba các kiểu vẫn đẹp, chứ không phải tập gym mới đẹp nha. Nhưng mà mỗi cái đẹp theo kiểu khác nhau. Trả lời cho các bạn câu hỏi là tập nhảy có đẹp không rồi đó. Các bạn hỏi anh đó. Còn với anh á thì một phụ nữ đẹp khi mà thân hình họ, mình phải được tạm gọi như là thân hình vệ nữ. Mà thân hình vệ nữ là gì? Thân hình vệ nữ là một cái vị thần trong thần thoại Hy Lạp, đó là thần Venus. Đó, Ngọc Trinh thích điều này. Nghe các bạn, tập phải được thân hình Venus. Venus tức là sao? Thân hình vệ nữ, mà vệ nữ sao? Tức là thân hình đẹp các bạn. Đẹp tức là sao? Đẹp tức là các vòng nó đều đặn, vai, tay, mặt, mũi, mày, tóc, da đều đẹp hết vậy đó. Kêu là thân hình Venus nha. Nói chung các bạn nữ tập tạo hướng tới thân hình Venus. Để sau này các bạn thất nghiệp thì các bạn có thể làm quảng cáo nữ hoàng nội y. Nghề đó hot lắm, bảo đảm ăn rất giàu, rất lên luôn. Victoria Secret gì đó kiếm bạn kiếp đồng cục liền. Đó là thân hình Venus. Vậy Venus là ai? Mình nói như hoài phải nhắc Venus chút đỉnh các bạn. Venus được gọi là một cái vị thần mà mình gọi là đại diện cho tình yêu, tình yêu, tình dục và nói chung là sự cái sự đẹp đẽ của trong cuộc đời các bạn. Hay mình tạm gọi là tình yêu đi. Đó. Rồi cái vị thần này nè. Có một cái tình cảm mà đã gọi là rất là chung thủy, tha thiết, da diết với một cái vị thần khác. Mà vị thần này, vị thần là thần chiến tranh nha bạn, thần Mark. Đó, thần Mark, thần chiến tranh. Thì cái sự kiện này giải thích cho tại nha, tại sao mà gọi là các người phụ nữ mà thường thường người ta họ có một chiều sâu suy nghĩ á, ta nghĩ sâu, nghĩ xa, mà nói chung là người ta nghĩ mà nó hơn phần còn lại của thế giới á, người ta sẽ tìm đến các chiến binh. Đó bạn, chiến tranh phải có chiến binh mới chiến tranh được, phải có lính mà. Đó là những người lính, là những người rất đẹp, những người rất oai hùng đó. Những người phụ nữ thích như vậy. Còn giờ phụ nữ trường phái còn lại của xã hội á, thích đại gia, cái đó không bè, cái đó thích doanh nhân khá khen. Còn những người phụ nữ mà nói chung là người ta đẹp, mà người ta có một cái sự yêu thể thao và ta có một cái tầm nhìn nó gọi là, nói chung là có cá tính các bạn, anh không biết dùng cái từ gì nữa, nói chung là phải có cá tính, cá phải có cá tính mới lội được đó. Nên người ta sẽ yêu dù chiến binh. Và mình là một người tập gym thì cơ thể mình đủ đáp ứng yêu cầu chiến binh rồi bạn, nhìn men chưa, cầm súng vô. Và đây anh hay dùng cái từ là chiến binh phòng gym, đó là cách dùng chữ của anh là có ý, bởi vì anh giải thích cái ý của anh ra cho các bạn hiểu là cái chữ chiến binh nó hay thế nào. Anh thích vậy đó bạn, anh trẻ trâu mà. Bạn nào thích giống anh thì like, bạn nào thích giống anh thôi vậy thôi hen. Và nhưng mà cuộc tình đó rồi đã không mặn nồng đến cuối con đường mà. Sau này thần này lấy một cái vị thần khác, thần lửa. Thằng lửa Vulcan gì đó, nói chung mấy ông thằng Hy Lạp nhức đầu bạn ơi. À, cái sự kiện mà gọi là yêu thằng Mark mà lấy thằng lửa đó thì nó là cho ra đời một ý tưởng, một ca khúc sau này các bạn nghe nè, yêu một người mà ở bên một người. Đó, thấy không? Đó, cái đó là cái điểm hạnh phúc của con gái các bạn, yêu người ở bên người là được hai người đó, xuống vậy. Rồi sau đó thằng này có một thằng con. Thằng con mà nó có cái cánh bay cực các bạn. Xách đi cung buổi tối nào nó cũng ra công viên Lê Thị Riêng nó rình nó bắn các bạn. Đó. Đó là thằng Cupid. Thằng này cũng là thằng tình yêu luôn. Thằng Cupid tại nó con thằng tình yêu mà. Thằng Cupid nó cầm cái cung nó bắn. Ví dụ như giờ nghe không? Anh khoái điêu thuyền rồi đó, bạn biết anh khoái điêu thuyền rồi đó. Nhưng mà cái con điêu thuyền này nó khoái thằng Quang Vũ đi. Cái xong anh mới gọi là alo cho thằng Cupid này. Hello.
cô qua đây làm anh cái vụ này coi. Sao anh? Nói giờ cô qua anh trả cô mấy ngàn đô đó, cô qua cô hốt thằng Quang Vũ với anh cái. Tức là thằng cô bích này nó không đi giết người bạn, nó cầm cái cung nó bắn nhưng mà nó không chết. Đó, nó sẽ lại rút cái cung ra, cung tên màu đồng nha bạn. Màu đồng nó bắn cái dùng Quang Vũ, nó bắn dùng đi thiền cái chứ. Nó bắn dùng đi thiền cái, đặng đi thiền nó đi bưng trà ra, Quang Vũ nó ghét Quang Vũ liền. Cái cung màu đồng có tác dụng bắn vô thằng nào, bắn vô người nào. Ví dụ nó bắn vô người con gái đó mà con gái đó đi gặp cái người đầu tiên là người gái đó ghét. Còn cái cung màu vàng á là nó bắn vô đi thiền gặp anh, đi thiền khoái anh đó. Cung bích này chơi đi, nó ghệ nó kiếm ăn được mệt. Mà tình cảm mà, đụng tới gì tình cảm là kiếm sống được. Mà nhớ anh câu đó được rồi. Nên bạn nào có làm dịch vụ để mốt làm cung bích thời buổi hiện tại cũng được các bạn. Là gì? Ông Mai và Mối đó. Lời lắm á. Mà nó tóm lại, thân hình phụ nữ đẹp là phải thân hình vệ nữ, vậy thôi không nói nhiều nha. Mà muốn thân hình vệ nữ thì khúc dưới anh chỉ rồi bữa trước. Khúc dưới là eo không ông đùi chỉ rồi nha. Không bàn nữa nha, bây giờ anh chỉ tới lưng ngực vai xong. Rồi, tập sao ra thân hình vệ nữ đây. Bữa nay chỉ tập không chỉ ăn. Giờ nói tới ngực trước đi. Cái ngực là cái bộ phận quan trọng nhất của vệ nữ bạn. Tại vì vệ nữ là nó phải vậy nè, nó mới là vệ nữ ha. Còn nó vậy thì nó chưa là vệ nữ. Mình phải tập cho lên vậy chút xíu nó mới là vệ nữ. Đây muốn tập được lên vậy á thì mình phải coi cái gọi là cái vốn trời cho của mình được nhiêu cái đã mình tính. Đó, mình coi cái vốn trời cho nó nhiêu rồi mình tính là mình bảo trì tu dưỡng cái vốn trời cho này cho nó khá lên chút xíu. Anh lấy ví dụ như bạn nữ đi, ngực size trung bình. Đó, cải thiện được không? Trả lời được. Ngực size lép cải thiện được không? Rất khó. Ngực size bự cải thiện được không? Cải thiện cũng rất khó. Rất khó tại vì nó bự quá nó mau sệ bạn. Đó, thiệt bự quá tại vì nó nặng. Nó nặng mà mở nước nhiều quá nó nặng, nó trĩu xuống nó mau sệ. Cái này nó thiệt, nó nghiêm túc không giỡn nha. Vậy thì mình phải làm sao để cho nó gọi là nó chống sệ trước cái đã. Chống sệ và làm cho cái bộ móng nó tốt lên. Giờ anh là đi đang xây nhà và nó nói chuyện hơi kiến trúc chút nha bạn. Mình làm bộ móng mình cho tốt hơn rồi đà rồi là cái dầm cà này nọ cho nó rồi là nó xịn xịn nó giữ khung lại. Vậy thì anh thấy có rất nhiều bạn đàn nữ vô tập thằng bồ nó chỉ cho bài lát ba bè bên press thì cũng được thôi cái này lát ba bè bên press thì mình suy nghĩ như vậy bài đó thì cũng được nhưng mà nếu bồ anh không chỉ đâu tại thứ nhất là bài đó nằm cái tướng phiêu quá bạn đúng không tướng phiêu quá nằm banh nó càng ra là anh thấy quê quê rồi đó là anh thấy nóng nóng rồi đó anh thấy thằng kế bên nó tập nó nhìn anh quê rồi đó nó tét cao là còn tạo qua xúc luôn á đó là bài đó không giờ anh chỉ gái và anh tập bài đó hết thứ nhất bài đó có tướng nhìn phô quá thứ hai nữa là giờ anh dày bạn cái bài đó có nhiều góc địa lắm ví dụ nó địa góc mà từ ở dưới hai đùi gối nhỏ con gái địa lên phía trên á thì thấy gì bạn biết rồi hen giờ nó chơi ngược ra bạn nhỏ đang nằm đây đẩy thằng kia cho bộ tập tay ở đây nữa nó xui nhỏ mặc áo cổ rộng mà hơi cúp hơi cao xíu nữa rồi xong hàng luôn nên anh phòng xa anh không cho con gái tập bài đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa cái bài đó là tập gì tập ngực ngang mà đối với phụ nữ ngực ngang nó không quan trọng mà ngực ngang nó quan trọng bạn chống sệ bạn phải chống từ xa chứ bạn không để gần bạn phải chống gần muộn rồi rồi mấy bạn trẻ chưa kinh nghiệm vào đời bạn chống ẩu bạn chống mà chống gần quá là nó như không à đó nên mà giải pháp tốt nhất thì tập bài gì bài inline barbell bench press nha bạn hoặc là inline dumbbell bench press nhưng mà anh khuyên lên dumbbell inline tí anh sẽ nói sao mà giờ tại sao chọn bài trên nè bài trên thứ nhất nó có cái bát nó che rồi bạn khắc phục được điểm đã chưa đúng không cái điểm thằng kia địa từ đùi gối địa lên đó bạn nhớ chưa đó anh nói này nào có đó tương tự nhiều lắm nó hiểu nha nó địa từ đùi gối địa lên vậy nó có cái bát nó che rồi khỏi địa mày địa vô cái bát thôi mày mà mày địa cái đó lộ có chuẩn gậy với con cái thứ hai nữa ghế dốc lên mày khỏi địa mày khỏi địa cái vụ mà cúp ngực nãy đi mày đó hai cái lỗi đó phòng tránh được đó tao nói gừng càng già càng cay và anh kinh nghiệm mới vụ này dữ lắm nhưng mà cái này quan trọng nè cái này là bạn chống lục từ xa và chống sệ từ sớm nè ngực trên đúng không giờ bạn tưởng tượng ngực trên là phần trên đây nè đó phần trên đây nó cao lên nó là cái giá đỡ nếu mà dù phần đây nó cao lên bạn sệ xuống đây đúng tâm đúng điểm luôn tự nhiên nó cũng vẫn sệ vậy bạn hiểu chưa đó còn giờ bạn chống sệ ngay đây nó sệ xuống ngay đây nó phải sệ có một độ trễ chứ đâu phải nào bạn chống chỗ nào nó nằm ngay chỗ đó được bạn lực hấp dẫn kéo xuống bạn nhớ cho anh câu đó đúng không cái lực hấp dẫn nó đi ngang
tức là như vậy. Tự nhiên cái kia là đương nhiên mở cái nước rồi nó giữ không được rồi bạn, nó chảy xuống đúng không, nó chảy xuống thì mình chống sệ đây, nó chảy xuống đây quá đẹp quá, quá đẹp luôn. Cái nhất, cái thứ hai nữa là phụ nữ thường thường ta thích mặc áo, mà đương nhiên phụ nữ người ta nhiều trường phái bạn, áo có cổ, áo cổ, áo trễ ngực, áo mặc gì tờ lưa ta mặc hết à, bikini các kiểu mặc lắm hết, mình phải phòng ngừa từ xa. Những cái cúp á, nó cúp nó nâng lên dày thì cái phần ngực trên nó phải dung lên đúng không, phần ngực trên nó dung lên nó tạo cho người con gái một cái độ sexy kiêu kỳ như vậy nữ, không nói nhiều nữa, như vậy nữ thôi. Mà phần đó là gì, phần đó là cơ, không có mở làm trên đây với mấy má thì mở làm rất ít, mở làm dưới đây nhiều nè đó, mở nè, mở nè, cái phần trên đây thì được cái ngực, cái dưới đây thì được cái vú nha, nói cho nó rõ ràng, anh đang chỉ bằng tập ngực chứ anh không chỉ bằng tập vú. Nói rằng các bạn tập trung phần ngực trên là phần này nó sẽ dày lên, dày lên cái rãnh ngay đây nó khích lại, cái rãnh này nó khích lại bằng để cái áo vô một cái nữa là nhìn rất đẹp. Anh bảo hành thì bạn cứ nghe, đừng có cãi, mệt quá mấy cái này cãi tới cãi lui mà cãi không lại anh đâu. Rồi thêm một lý do nữa là tập bằng ngực trên, là mặc dù nó mang tiếng là bằng ngực trên thật nhưng mà tác động ngực dưới cũng phải là 40% chứ hết đâu, ngực ngang ở đây nè, tức là bạn tập rồi đó bạn có một nguyên ngực, hay nói khác là phụ nữ tập rồi đó phù hợp hơn. Nói vậy thôi đừng nói nhiều nữa, mệt quá. Đàn ông thì như mày muốn bào cũng mày bào, mày bào trên giữa dưới cũng được, nhưng phụ nữ người ta không có cần thiết những cái động tác dư thừa, người ta cần thiết cái trọng tâm trọng điểm để người ta tập cho người ta đẹp, người ta khỏe là ok, hiểu chưa? Bây giờ nè, tại sao tập barbell không tập dumbbell? Ủa lộn, tại sao tập dumbbell không tập barbell? Tại vì cái barbell mà giờ mấy phòng sang sang nó chạy đua vũ trang mà, mấy phòng bây giờ nó có tiền chút xíu, một túi chừng tỷ bạc nó đây, nó chạy đua vũ trang không à, nó chơi toàn làm cái Olympic không à bạn ơi, còn mà cái Olympic nó nặng nha bạn, 20kg phải giỡn đâu. Con gái đang yếu để phát một nó đè thấy bà luôn. Còn nếu mà nó không đè bằng ráng mà bị chấn thương. Bà không gặp nhỏ kia rồi, mặc dù nó tập thì cũng mạnh á, nhưng mà quất vô cái Olympic một cái nó ráng nè. Nó ráng mà nghĩ nhỏ là về nội thương chắc. Trời đất ơi, anh coi bao nhiêu bộ phim trưởng rồi bạn, anh trưởng thì nhìn cái mặt nó nhăn là biết về nội thương rồi. Nó mà mặt nhỏ này nhăn hăng khỉ ngớt nữa. Nó nên về nội thương xiền, nội thương đâu, nội thương đây nè. Nội thương đâu nữa, nội thương đây nè. Tập yếu mà gồng con chuột, gồng của chỏ nhiều quá, hướng đây luôn đó nè. Nên nó bài đó không lên thế nào cả. Cái cục tạ dumbbell nó sẽ cho phép bạn tập nhẹ hơn, bạn muốn cục nhỏ 2kg cũng được, bạn muốn cục 3kg cũng được, bạn đẩy rất là vô tư. Rất là vô tư, hen. Nó tóm lại giải quyết xong ngực bằng rồi đó. Còn bài bất chai bắt buộc phải tập, bài mà ép bướm á, bài mà phụ nữ thích rồi là hoa bướm gì đó, bài ép bướm á, là bài butterfly á đó. Đó, bài này bắt buộc phải tập nghe, mới dạy được cái rãnh ngực. Cái rãnh ngực cho dù trai hay gái mà nó rộng là nó vẫn rất xấu, nó rộng nó vẫn rất xấu, nhưng mà phụ nữ nó may mắn một cái á, là nó rộng chứ có mình vẫn thấy thôi, mình bằng soi gương mình thấy, hoặc chồng mình thấy, hoặc bồ mình thấy thôi. Chứ còn thằng con trai như mình nè, nó rộng một cái, một để cách xuống cái rồi chết mẹ rồi, chứ ơi, bị đặt rãnh ngực rồi xấu quá là cái nhớ rất là buồn bạn, rất là buồn. Mặc dù anh đã nói các bạn rồi đừng bao giờ chê khuyết điểm người khác, nhưng mà có mấy bạn không xem video này vẫn chê như thường, nên những hoàn cảnh đó mình rất là buồn, nên mình tập sao cho ngực mình nó đẹp, cho cái rãnh ngực nó khích lại. Mà nó khích lại được trọng tâm của nó rồi là dumbbell và fly. Rồi vậy với phụ nữ nên tập bài ngực nào nữa ta? Bài hít đất bạn. Bài này các bạn cứ luyện, có thể nó hơi nặng thì bạn cứ luyện nào được thôi. Tại sao nói bạn tập bài đó? Tại vì bài hít đất là một bài dễ tập nhất và nó phát triển ngực cũng rất là toàn diện. Nhưng mà đặc biệt cái đứa con gái tập đẹp vô cùng, bạn vệ nữ mà trời ơi, tập nó nhấp nhô nhìn đã mà. Bạn tưởng tượng nha, tay chống mà đừng có thẳng bằng gì nha bạn, chống khắc xếp trong tí thôi, để hai cái tay vậy. Người ha, mặt nhìn đất nhìn thẳng, được nhìn trời, được nhìn đất nhìn thẳng. Đó, giữ cho thân hình mình thẳng. Khi mà người phụ nữ giữ thân hình thẳng á, là một cái đường cong từ vai đó, nó trễ xuống dưới thấp xuống cái, nó lên mông nó vuốt lên cái, nó vô đùi, nó vuốt ngang cái chân, nó thẳng tắp bắp chuối vô lên cái. Trời, nó đẹp kinh khủng quá. Tập đi, nó thiệt bạn á, bài nào đẹp anh chỉ bằng tập. Tập cái hình là phải đẹp, nó như vậy đó mày. Mày tập bự cỡ nào kệ bà mày, mà mày tập cái động tác hình vô nhìn xấu là tao giận nó giá thấp. Tao chủ phòng tao có quyền ha. Nó anh đang nói anh kia vậy đó, mày không thích mình đi phòng khác tập, phòng này phòng của Duy Nguyễn đúng nín đó, câu đó là nín liền, phải không? Anh có một câu là rất là hot mà các bạn gọi là cũng rất là khoái mà các bạn cũng rất là ghét, ở đây Facebook của Duy Nguyễn đúng không, nói nhiều đúng không, Facebook của mình là mình đúng các bạn, bạn muốn tranh luận gì bạn ra cái chợ khác bạn tranh luận ở đây mình lóc vậy thôi. Nguyên tắc rõ ràng, cái đó là sống là có cá tính, có phong cách và có lập trường đó bạn. Một thằng là ông như mình nó hiếm lắm nha bạn, gặp đa phần mấy ông BD bà phải không, vô một cái nói một cái vô cái comment nó chửi trên đầu mình đó bạn, mà bạn thông cảm mình này mình kia, bạn này bạn quá gấp khác đi, trời ơi nhục. Nói chung là đàn ông á, nhịn là phải nhịn đúng không, điềm tĩnh là phải điềm tĩnh, chưa chắc mà điềm tĩnh bằng mình nha, nhưng mà lúc nào mà cần quất là phải quất vậy thôi.
chứ nhịn quá giờ, ví dụ giờ nói gì hàng xóm nó qua về vợ bạn đi, ví dụ vậy đi, bạn nhịn thôi anh thông cảm, để chị chờ xíu đi em dẫn vợ em vô tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi em dắt qua anh sao hả. Ôi cái đầy đạo lý gì vậy trời. Thôi ha, nên bạn nào bị anh lóc đừng có bức xúc, tại vì anh cũng lóc nhiều người lắm bạn, đôi chúng ta không hợp nhau thôi chứ anh cũng chả thù ghét gì cả ai cả. Anh sống là rất dĩ hòa dĩ quý. Hơi ngực xong rồi bỏ ha, tới lưng. Lưng tập gì vậy ta? Lưng con gái tập Barbero nhìn men lắm bạn. Thật, má mấy nhỏ gái cầm cây giật bật 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 nhìn men lắm. Thiệt á, anh cũng giật bật bật xong qua nhìn cũng giật bật bật. Hai đứa mình bật bật như nhau vậy, thằng nào là anh, thằng nào là chị. Thôi kìa cũng kẹt lắm mà đôi khi giật men không mình nữa. Tại sao anh nói bạn đừng giật Barbero? Thứ nhất á, bạn giật Barbero á, đương nhiên là nó không xấu. Bài đó thì nó vẫn tốt sức khỏe, vẫn tốt cho cơ. Nhưng mà phụ nữ cái họ tìm mà cái đẹp phải cái cơ bạn ơi. Còn nếu mà bạn nữ nào muốn đi thi đấu thì đừng nghe video này nha, anh Duy nói nhảm á. Nhất Barbero bạn tập sẽ bị chai tay. Chắc chắn bạn rồi, cái Barbero là không có tha bằng đâu. Mà con trai trai con gái trai tay con trai không bao giờ nắm, anh nói thiệt. Anh đi chơi với mấy nhỏ bạn rồi cái tay em mấy nút rồi, tay em không nút nào rồi. Ngày nào cũng nắm, ngày nào cũng sờ, ngày nào cũng xoa, tay em có một nút rồi em giải quyết cái nút này xong đi em. Tại cái nút là rào cản cảm xúc em, anh đang phê, anh đang tê, đụng như cái nút này tụt hứng liền luôn á, nói thiệt. Nên thôi em gọi là cải thiện cái nút này giùm anh cái, mà đã bị rồi sao cải thiện bạn đó, đúng không? Rồi mà cái thứ hai nữa, bài đó nó nặng thì đâm ra các bạn tập bạn sẽ cố, bạn sẽ cố quá, đâu khi sau này bạn sẽ quá cố, tức là bạn tập bạn nặng quá, bạn cực bật bật cho bữa sau đau lưng mà đó, tập mà để đau lưng này nè căng lắm nha, cái lưng ở đây nè, sau này còn đẻ nữa bạn. Vậy thì thay thế bài nào giờ? Nói chung row vẫn phải tập, row bắt buộc phải tập, thì bạn tập bài sit to row một bài, bài sit to row tập bao đẹp bạn, cái bài đó đẹp quá trời sao bạn không đi tập ta, đúng không? Còn cái thế của bài Barbero thì đã có bài Romana Deep nó làm cho bạn đẹp rồi. Thì cái hai cái thế bài đó giống nhau, nhưng mà bạn đã tập bài Romana Deep trong cái vlog anh Duy chỉ rồi thì đâu cần phải tập thêm bài Barbero chứ nhìn cho nó men vậy, đúng không? Mình tập bài Sisticabro con gái tập rất đẹp, để chân khép khép vô vừa thôi. Chân đừng quá thẳng, đừng quá cong, chịu lực bằng góc bằng chân. Đúng không? Dẫn cái lưng người lên, đó, dẫn cái lưng khoe được cái mông, nguyên tắc bạn đúng không? Trời anh làm trong ngành Photoshop của bạn, yên tâm cái này nên tạo dáng hết rồi. Không? Giờ ẩn cái lưng này lên là cái mông tự nhiên nó dễn đang phát đâu, đã chưa, rồi xong kéo đúng không, kéo cách vô cái ưỡn ngực ra cái đó, trời ơi nó phê gì đâu luôn, động tác đẹp chết bà luôn, đi tập mà nó dễ dàng, mà nó thoải mái, mà nó an toàn, tay mình không bị chai nữa, mình tập mình có tất cả, có luôn cả thằng bồ, sướng. Còn không thì chơi bài Dumbero cho anh, quan am Dumbero, bài này con gái buộc phải tập cho anh, quan am Dumbero nhẹ nhàng thôi đúng không, dầm cầm này chực cạch xuống, cạch cái vô, cạch cái bên đây đổi, cạch cái bên đây đổi, cạch cái, trời nó đẹp gì đâu á, mà nó lợi hại nữa, bài đó nên tập. Còn bài nữa kettlebell row hai cục các bạn, two arm kettlebell row, bài này cầm tập đẹp hơn bài dumbbell row nữa, anh nói bạn ba bài row đó, con gái tập rất đẹp, con gái nên tập bài nào đẹp đi, bạn nhìn đẹp là bạn hứng rồi bạn. Nói thiệt chứ bạn á, anh tập anh khoái nhìn anh tại vì anh đẹp vậy thôi, bạn nói anh xấu kệ bạn đó, anh thấy anh đẹp được rồi đúng không? Anh nhìn anh tự nhiên nó có cái nguồn cảm hứng, anh có một cái nguồn cảm hứng, nó kết hợp với cái rìu quật cao của anh nữa, anh tập rất là hưng phấn. Bởi vậy sao nói anh Duy tập trâu quá, anh Duy ăn ngủ nhiều mà sao, ủa lộn mày anh Duy quýt mà sao Duy tập trâu quá, anh mới đùa nó tao thủ trâu mà, nhưng thật sự anh có những cái chiêu của anh chứ, đúng không? Còn bây giờ mà vô tập gặp Duy Pha nó nằm ngáp hay nóng rồi đó, xong rồi qua gặp Hồng Hoàng Nguyễn, trời nó tập nó bê tha mà nó cẩu thả mà nó yếu ớt và thành nhớt luôn, là mất hứng bạn, tụt hứng lắm. Bài chính là cái môi trường xung quanh làm cho mình hứng hay không, là bài rô là như đó nha. Bài thứ ba, lắc pull down, con gái nên tập bài lắc pull down, tại bài đó đẹp dễ thấu, đẹp mà hiệu quả là tập tập lưng các bạn, đang nói tập lưng nha, lắc pull down. Cố lên, sắp xong rồi, cố lên. Bài này là yêu cầu, không yêu cầu nhưng mà men tập được cái tốt. Bài pull up, con gái pull up được một cái, hai cái, theo anh đánh giá rất hay và rất đẹp. Pull up
một hai cái, nếu được không được thôi bỏ. Còn lưng dưới bắt buộc là bài Good Morning nên chơi nè. Nhưng mà đã là Good Morning á thì theo anh thấy cầm mà giác cái cây bự bự á nhìn nó được đẹp bạn. Bạn chơi tại chuông đi. Good Morning bằng tại chuông. Cái Good Morning nó khác với cái Romanalip nha. Good Morning nó vậy thôi nè. Đó. Nó dùng lưng nha bạn, phích hai tất cả lại dùng tại chuông, đẹp. Bởi vì nó tại chuông nhiều cái bài tập đẹp kinh luôn bạn. Bài thứ hai đó là bài Hyper Rest Extension. Hyperextension nó là bài nằm trên ghế dốc 45 độ mà bật 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 như chim bay các bạn. Bài đó thì phòng nào có ghế đó chơi mới được. Vậy tóm lại cái lưng xong nha. Cái lưng mình tập những bài đó cho anh là được rồi. Còn tùy, trong một buổi tập bạn có thể tập 2 bài, 3 bài mà bóc trong những bài đó đó là tập đẹp rồi. Thằng trai chỉ gì kệ nó đi. Biết chứ nó cưới bằng chưa, đúng không? Chừng nào nó đi đăng ký kết hôn rồi đi. Rồi thỏa thuận tài sản chung đi. Đó. Rồi sau này em bỏ anh ấy thì cứ đôi tài sản vậy thôi. Lúc đó bạn mới có cơ sở để bạn nghe thôi nó. Đồng ý không bạn? Còn giờ nó ngồi nó tán dương bạn. Ừ, anh yêu em như rừng vàng biển bạc. Anh yêu em như trời sông biển rộng. Rộng cái con khỉ khô mất mà chán mà bỏ tao, tao cầm nóng này tao đưa cho ai? Đó. Anh nói bảo vệ bằng nữ luôn. Bạn phải thủ thân các bạn chứ. Đúng không? Phải thủ thân các bạn. Nhưng mà đâu phải yêu nhau quá gì cũng nghe bạn nghe thì chết. Rồi tới gì nữa ta? Vai. Ôi vai đơn giản. Vai chả gì hết. Vai bạn chỉ cần tập cho anh một bài duy nhất trên đời là bài Dumbbell Shoulder Press. Vậy thôi, đừng có màu mèo, ạc no, ạc liếc gì. Con gái tập ạc no xấu kinh. Đó. Đó. Tập. Vậy thôi. Hoặc là tập mấy cái máy gì qua rồi. Stretch your eyes, về vai, đi là được. Không cần phải bài gì vậy lắm. Chơi ba beo nữa ghê, chứ không vô nhỏ kia, gặp nọ kia. Vô đứng máy bầu rắc luôn, đứng đúng men, dây quấn luôn, nghiêm trọng lắm. Chơi bài gì mới đầu tụi nó nhỏ squat thôi ai ngờ mà để vậy nè. Ôi, nhìn nó nhìn gấu quá sợ. Nó tóm lại dài thì chơi với bài xích tịch gì cũng không cần xích tịch dumbbell shoulder press đứng cũng được ngồi cũng được, nói chung dumbbell shoulder press nè, rồi thêm một số bài của máy subscribe rồi ok. Ủa vậy còn gì nữa ta? Tay đúng không? Cái tay theo anh nghĩ á, tay đúng không? Tay khỏi tập cũng được mà. Tay tập gì giờ đúng không? Tay thì bạn tập những bài kia nó theo hết rồi. Theo anh nghĩ cá nhân, anh nghĩ con gái khỏi tập tay. Chắc không phải tập. Tại vì bạn tập những bài anh chỉ vừa lưng vừa chân là tay nó vô hết mớ rồi đó bạn. Còn nếu mà thật sự bạn thích tập tay đúng không? Bạn gái mà thấy có chuột bạn sợ không? Anh sợ á. Tập tay đằng nào chả là chuột đúng không bạn? Tập tay cầm cây kéo giờ thấy đã men rồi. Cầm cục tay không kéo thấy cũng men luôn. Ngồi về kéo mà thấy ba gai nữa. Nên tay anh chả biết chỉ bạn bài nào cho đẹp luôn bạn. Nó tay bạn tập lưng bằng kéo xô là nó vô tay rồi, đúng không? Con gái tay cần săn chắc hơn tay cần chuột làm gì. Con gái muốn chơi mà có cái rảnh lên nữa hết trời. Chơi có bướm mà có rảnh chính giữa là chơi bài tricep và tấn xanh nè. Thì cũng được thôi, nhưng mà nói chung mức độ nhẹ thì ok, không có gì cả. Nhưng mà ý anh muốn nói ở đây á là một cái thân hình vệ nữ là mình tập trung đầu tư những phần lớn cơ thể trước. Phần nhỏ là cái tay, rất đơn giản. Mình thích thì mình tập một bài. Như là con gái tập bài tay sau đúng không? Tay sau thì chơi bài tricep dumbbell cái bắt đi, đẹp duyên. Đẹp duyên, đó bài tricep dumbbell cái bắt là ok, ngon. Rồi tay trước chơi bài gì vậy ta? Tay trước chơi bài dumbbell curl đi, hai tay ngược đi cho nó đẻ cho nó nhanh. Đó vậy được rồi. Nhưng mạnh nghĩ chơi bài này thấy tư thế rồi không? Đã men rồi đó, không biết các bạn nghĩ sao tùy các bạn nha. Thì anh tư vấn để ngỏ vậy đó, bạn thích bạn chơi bạn thích thôi. Còn riêng anh chỉ tư vấn bằng cái lưng và cái ngực. Nè, lưng, ngực, vai là ngày hôm nay. Rồi cái bụng đương nhiên bữa sau đi, bụng anh sẽ chỉ riêng bữa. Rồi cái mông đùi là chỉ đồi đúng không? Mông đùi hông là chỉ đồi. Ngực vai ngực lưng là vai là chỉ đồi ngày hôm nay, cái bụng để bữa sau. Vậy thôi còn quá nữa chỉ. Bye bye các bạn, nghe xong vlog rồi. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này.
chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.